Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu ở Suwon vào tối 17 tháng 10. Ở trận đấu này, đội bóng xứ Kim Chi tung ra sân đội hình mạnh nhất và họ không khó khăn khi đánh bại đoàn quân của ông Chu Xie. Báo giới Hàn Quốc tỏ ra hân hoan vì chiến thắng đậm của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam. Tờ Chosun giật tít cơn mưa bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này bình luận, không có hành động nào chiêu đãi khán giả hơn là những bàn thắng. Ông Klinsmann khiến tất cả sửng sốt khi tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Kết quả, đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng 6-0. Một chiến thắng khiến cho hơn 40.000 cổ động viên chật kín khán đài nước lòng. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo đã tới thăm và động viên các học trò cũ trước trận đấu. Thế nhưng, ông không thể làm gì giúp đội bóng cũ tránh khỏi trận thua đậm, trình độ của hai đội quá chênh lệch. Đội bóng của Chu Xie không trụ nổi quá 5 phút. Và sau đó, Hàn Quốc tạo ra sức ép toàn diện. Bàn thắng xuất hiện liên tiếp với thầy trò ông Klinsmann. Tờ Seo Daily thừa nhận hàng công của Hàn Quốc đã thi đấu tuyệt vời trước đội tuyển Việt Nam. Điều đáng mừng là hai cầu thủ được kỳ vọng nhất của Hàn Quốc là Son Heung-min và Lee Kang-in đã phối hợp với nhau khá tốt. Cả hai cầu thủ đều ghi danh lên bảng tỷ số. Tương tự, tờ Jong A bình luận, cặp song sát Son Heung-min và Lee Kang-in kết hợp với nhau tạo nên 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng đậm nhất dưới thời ông Klinsmann. Chiến thắng 6-0 của Hàn Quốc trước đội tuyển Việt Nam xuất hiện chỉ vài ngày sau khi đội bóng hạ gục Tunisia với tỷ số 4-0. Tờ MK đã gọi chiến thắng của Hàn Quốc là bữa tiệc bàn thắng. Theo thống kê của tờ báo này, đội bóng xứ Kim Chi đã có chiến thắng đậm nhất trong vòng 4 năm qua, kể từ khi họ hạ gục Sri Lanka với tỷ số 8-0 vào năm 2019. Ngoài ra, bộ đôi Son Heung-min và Lee Kang-in đã có đóng góp lớn khi mỗi cầu thủ ghi một bàn và kiến tạo một đường truyền thành bàn. Trong đó, họ cùng nhau kết hợp để ghi bàn thắng thứ 5 vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trận thua trước Hàn Quốc là màn tập dượt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đoàn quân của ông Chu Xie sẽ đá trận mở màn giải đấu này gặp Philippines vào ngày 16 tháng 11 trên sân khách. Sau đó, chúng ta sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Iraq.